Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió trong xe hay còn gọi là quạt gió giảm lạnh của xe Hyundai Santa Fe 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon tại Hàn Quốc anh em nhé. Đây. Em cùng nhìn đây là phần cánh của quạt này. Và về thiết kế của quạt thì là phần cánh quạt và phần đuôi quạt là được thiết kế 100% bằng nhựa ABS cao cấp. Phần bên trong là các cái vòng bi và lõi đồng. Đấy, vòng bi và lõi đồng. Cùng với chổi than để giúp cho quạt gió hoạt động. Khi đây chính là hai cái rắc điện này đã chờ sẵn này. Anh em chỉ cần về bắt vít vào 3 điểm. 3 điểm ở trong hộp quạt gió giảm lạnh. Sau đấy là chúng ta có thể sử dụng. Đây. Anh em nhìn rất là xịn sò luôn. Đấy. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái quạt gió giảm lạnh của Hyundai Santa Fe 2009. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.